Ngày hôm qua Ngô Văn Quy đã đưa một cái tin rất là nóng bỏng. Đó là ông MC Nam Lộc ăn cắp một cái bài thơ của ông Ngô Văn Quy, xong rồi không có đề tên là thơ phổ nhạc. Tức là ông có phổ nhạc nhưng mà không có đề tên ông Ngô Văn Quy, để mà tiếp tục trong cái bài viết mà của ông Ngô Kỷ đánh ông Nam Lộc, cũng như là tờ báo mà Đông Phương Times của ở Seattle. Tờ Đông Phương Times là của ông Võ Thành Đông, được nổi tiếng là được biết là của mặt trận Việt Tân. Thì trong ở trên Seattle hầu hết các hội đoàn ở trên đó đều do Việt Tân nắm giữ hết. Và những cái người mà Việt Tân mà nắm giữ là luôn luôn có những cái hành động lưu manh, chẳng hạn như là ông Nghiêm Hòa là hội trưởng của hội biệt động quân ở trên đó là một. Trước Nghiêm Hòa đó là có một ông cũng là một thành viên kỳ cựu của đảng Việt Tân, hình như là chúng tôi quên mất, lâu lâu ngày quá chúng tôi quên mất tên. Thì những cái thành viên của đảng Việt Tân, ví dụ như là đảng hội Thủ Đức, mới vừa rồi chúng tôi cũng đã đưa lên cái bản tin, đó là cái hội Thủ Đức ở trên Seattle đang chửi nhau đánh nhau, cũng vì chỗ nào mà có Việt Tân đó, là chỗ đó có chia rẽ. Và ngày hôm nay đó, chào Đoàn Trọng, cái Facebook là thấy làm được rồi. Okay. Dạ không, mình đi ra. Bây giờ thì thưa quý khán giả, chúng tôi đã tới nơi, chúng tôi xin phép.